Các em nhỏ người Việt ở đây cùng bố mẹ gấp đèn lồng. Và cùng nhau rước đèn trong giai điệu quen thuộc của bài hát Rước đèn ông sao. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn con gái đến tham gia Tết Trung Thu của Việt Nam tại Đài Loan. Vì cũng muốn con gái mình biết được cái cảm giác cái Tết Trung Thu của Việt Nam như thế nào. Tết Trung Thu của Việt Nam thì có lồng đèn, đèn ông sao rất là đẹp, có bánh Trung Thu rất là ngon. Các gia đình Việt tại Đài Trung cùng nhau sum họp ngắm trăng và thưởng thức hương vị quê hương qua những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống tự tay làm. Đêm Trung Thu trong mắt trẻ thơ là vui chơi trong tình yêu thương của cha mẹ. Trung Thu trong lòng những người lớn là thời gian thư giãn và cùng nhớ đến những ký ức thời thơ ấu của mình. Mình là người Việt Nam cho nên là vẫn không quên được cái nguồn gốc của mình. Mỗi một năm Trung Thu đến là đợi bác trưởng xã thôn đến là phát bánh kẹo cho bọn em, xong tối đến là lại háo hức ăn cơm xong, tắm rửa xong đi chơi rước đèn Trung Thu, rồi được xem múa, xem hát, xem hội, rất là vui. Tôi rất là nhớ cái Trung Thu ở Việt Nam. Và người Việt Nam thì ví dụ như là Tết Trung Thu thì các cháu thiếu nhi đi rước đèn Trung Thu, có tổ chức múa lân và có hát ca múa văn nghệ. Sau đó là có phát quà cho và bánh Trung Thu với bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi. Và tôi cảm thấy là những cái cảm giác đấy thì tôi rất là thấy nhớ Việt Nam. Trong ngày Tết Trung Thu, sư cô Thích Tịnh Như, Hội trưởng Hội Chí Đức Giao lưu Văn hóa Phật giáo Đài Việt đã tặng những phần quà nhỏ cho các cháu bé và khuyến khích thế hệ thứ hai tìm hiểu cũng như giữ gìn bản sắc của văn hóa Việt qua những dịp lễ hội.